Chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ hướng các bạn gỡ lỗi Python trên Visual Studio Code ha. Thì cái tính năng này còn được gọi là tính năng debug. Rồi thì ở video này mình sẽ có 7 phần. Đầu tiên là phần cài đặt Visual Studio Code và Python extension. Phần thứ hai là cấu hình môi trường Python. Phần thứ ba là cài đặt điểm dừng các breakpoint. Phần thứ tư là mình sẽ bắt đầu gỡ lỗi. Phần thứ năm là mình sẽ hướng các bạn sử dụng watch và debug console. Phần thứ sáu là các tùy chọn về redport và phần thứ bảy là cấu hình nâng cao. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào chi tiết nội dung luôn ha. Rồi ở phần đầu tiên là cài đặt Visual Studio Code và Python Extension. Các bạn sẽ cài đặt Visual Studio Code bằng cách là truy cập vào cái trang này và tải file cài đặt Visual Studio Code về cài đặt như bình thường ha. Rồi thứ hai là các bạn sẽ cài Python Extension bằng cách là mở Visual Code lên và truy cập vào cái mục Extension. Nó là cái biểu tượng những cái ô vuông ở bên tay trái của mình nè. Mình đang rê chuột vào cái và các bạn sẽ tìm kiếm Python rồi chọn Extension do Microsoft phát triển và cài đặt nó vào. thì mình cũng có một cái video hướng dẫn chi tiết ngay tại cái đường dẫn này ha. các bạn có thể vào kênh của GenVN và các bạn tìm đến video hướng dẫn lập trình Python trên Visual Studio Code ngoài ra các bạn có thể vào phần đường dẫn là www genvn com thì các bạn vào đây sẽ thấy một video chia sẻ của mình. thì trong đây sẽ có cái phần video mà mình vừa mới up gần đây thì các bạn tìm cho mình cái video hướng dẫn lập trình Python trên Visual -Sure Studio Code này ha. Rồi sau khi mà đã có trình soạn thảo thì chúng ta sẽ đi vào bước tiếp theo đó là cấu hình môi trường Python. Thì các bạn sẽ chọn giùm mình phiên bản Python mà các bạn muốn làm việc trên đó. Thì khi mà chúng ta có nhiều cái dự án khác nhau với nhiều cái nhu cầu về thư viện khác nhau thì mỗi một cái phiên bản Python nó sẽ có những cái thư viện đặc thù mà cái phiên bản Python khác không có hoặc là nó sẽ bị thay đổi những cái gì đó mà chúng ta không có mong muốn thì chúng ta phải xài nhiều phiên bản Python trên máy đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ chọn một cái phiên bản Python mà mình muốn làm việc bằng cách là nhấn tổ hợp Ctrl Shift B còn ở trên máy mac là Command Shift B và sau đó các bạn sẽ gõ cái dòng này vào ha. Python Select Interpreter ha. và chọn phiên bản muốn sử dụng rồi bây giờ mình bấm Ctrl Shift B rồi do trước đó mình hay xài cho nên là nó hiển thị luôn còn nếu mà mình ít xài thì mình phải xài hết thì nó mới ra cái bài thanh select interpreter rồi mình bấm vào và bây giờ trong máy của mình thì sẽ có hai phiên bản bài thì mình sẽ chọn phiên bản 3.12.3 ha rồi chúng ta sẽ đi đến phần tiếp theo là cài đặt điểm dừng thì mình cũng đã có chuẩn bị một cái file code sẵn ha đó là file test chấm nè rồi trong cái chương trình bài thanh này thì mình sẽ có một cái list dữ liệu ban đầu đó là list number thì sẽ chứa các số như là 10, 20, 40 và 60. thì bây giờ mình muốn tạo một cái clip mới ha, tạo một cái clip mới. cái clip này sẽ là kết quả của việc là mình lấy 1.000 mình chia cho từng cái số trong cái clip ban đầu của mình nè. tức là bây giờ mình sẽ lấy 1.000 chia cho 10 ra kết quả. rồi mình lại append vào cái clip mới. tiếp tục mình lấy 1.000 chia 20 và 1.000 tiếp tục chia 40 và cứ tiếp tục như thế thì mình sẽ tạo ra một cái clip mới ha đó sẽ là những cái kết quả của cái số một rồi chia cho cái clip ban đầu của mình thì mình sẽ tạm demo những cái số này ra như thế ha rồi sau khi mà mình đã có cái clip mới thì mình sẽ in ra ha reso bằng kết quả là cái clip mà mình vừa mới tính được lúc này thì mình sẽ có một cái hàm ha là reset list. thì trong đây đơn giản là mình sẽ duyệt qua từng phần tử trong cái mảng number của mình và mình lấy 1.000 mình chia cho từng phần tử ở trong đây thôi rồi sau khi chia cho từng phần tử xong thì mình lấy kết quả của nó mình lại append vào cái list mới và sau khi đã có một cái list mới rồi ha gồm năm số ở trong đây thì mình sẽ return về cái list mới này ngay tại đây và mình lưu vào trong biến vị số ở đây ha rồi còn cái hàm ở trên đây đơn giản là gì mình thực hiện cái việc là nhậu vào hai biến a và b và lấy biến a chia cho biến b thôi đây mình dùng cái hàm đó ngay tại đây nè rồi, như vậy là mình đã sơ lược về cái ý nghĩa của động code này ha. Bây giờ thì mình sẽ chạy thử bằng cách là bấm vào nút Run Python File. Rồi, lúc này thì đoạn code của mình nó báo lỗi nè. Các bạn thấy nó báo lỗi ngay tại cái hàm Reset List này. Rồi nó lại báo lỗi ngay cái phần Append và phần hàm chia number này. Mình lấy 1000 chia cho number này. Và tiếp tục báo lỗi ngay phần Return A chia cho B. Và cuối cùng là nó báo ra đúng cái lỗi luôn là zero division error này. rồi division by zero thì bạn nào mà có kinh nghiệm lập trình đó nhìn vào cái lỗi này là biết nó là gì liền còn bạn nào mà chưa có kinh nghiệm đó, thì chúng ta phải đi debug ha hoặc là nếu mà trong cái sụt code của chúng ta dữ liệu nó quá nhiều á thì chúng ta phải đi debug để xem nó có lỗi ở chỗ nào ở cái phần dữ liệu nào rồi thì mình sẽ làm mẫu ở cái tình huống này rồi sau đó các bạn sẽ áp dụng cái kỹ thuật này vào trong những cái tình huống khác nữa rồi thì mình thấy nó báo lỗi ngay tại hàm Reset List này Và tiếp tục là nó báo lỗi ngay tại Append Thì bây giờ mình sẽ đặt cái Red Phone ha Các bạn ghê con chó chuột qua kế bên cái số dòng trong trình soạn thảo của mình Đây ha, mình sẽ thấy một cái chấm đỏ nè Rồi mình bấm vào Có nghĩa rằng là mình đã add cái Red Phone ngay tại cái dòng này Rồi như vậy là chúng ta cũng đi qua được bước 3 Đó là cài đặt điểm dừng thì điểm dừng là các vị trí trong mã nguồn mà trình gỡ lỗi sẽ tạm dừng thực thi ha để có thể kiểm tra trạng thái của chương trình thì như hồi nãy mình đã hướng dẫn là các bạn sẽ mở tệp mã nguồn nhấp chuột trái vào phần bên trái của số dòng nơi muốn dừng chương trình thì một điểm đỏ sẽ xuất hiện và đây là điểm dừng ha rồi mình sẽ đi đến phần thứ tư là bắt đầu gỡ lỗi thì các bạn sẽ chạy chương trình trong chế độ gỡ lỗi nhấn F5 chọn Python file hoặc là vào menu Run and Debug và chọn vào bất tông là run and debug. Lúc này thì trình gỡ lỗi sẽ bắt đầu chạy và chương trình sẽ tạm dừng tại các điểm dừng đã thiết lập. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra trạng thái. Thì khi mà chương trình bị tạm dừng tại một điểm dừng đó, thì chúng ta có thể kiểm tra giá trị của các biến và các biểu thức ở phần variable trong xe ba của debug này, Chúng ta sẽ thấy danh sách các biến hiện tại và giá trị của chúng. Rồi chúng ta sẽ có một số cái nút điều khiển trong quá trình gỡ lỗi như là continue này, step over, step into và step out hết. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào trình gỡ lỗi. Mình sẽ qua cái file mà mình cần gỡ nè. Và mình bấm vào phần run and debug. Nó sẽ nằm ở bên tay trái của các bạn ha. Nó vừa có biểu tượng run và biểu tượng như là phần câu bọ nè. Mình bấm vào và mình bấm vào bất tông run and debug. Thì lúc này nó sẽ hỏi mình là muốn chọn cái trình debug nào thì mình chọn Python debugger hết thì cái này khi mà chúng ta cài Attention thân vào á, thì nó cũng hỗ trợ sẵn với chúng ta rồi lúc này thì chương trình đã được chạy nhưng mà nó sẽ chạy tới cái response này và nó dừng lại hết rồi lúc này chúng ta sẽ kiểm tra trong phần local thì chúng ta sẽ có hai biến đó là number và reso thì biến reso là không có cái gì cả hết nó đang là một cái list rỗng nè và biến number thì do là mình truyền từ ngoài vào nè thì lúc này nó sẽ có y nguyên là năm giá trị như ban đầu đây ha thì mình đang kiểm tra khi mà nó chạy vào cái hàm này nè rồi nó dừng tại vòng lập for tức là nó chưa có chạy cái vòng lập này nó chỉ mới chạy tới đây thôi ha thì mình có reso một cái list rỗng và number là một cái list như ban đầu rồi bây giờ thì mình sẽ bấm vào một số nút điều khiển ở trên đây ví dụ như là nút continue này. thì các bạn thấy ngay lập tức bên phần local của mình nó sẽ hiển thị là biến reso đã có một cái phần tử đó là 100 trăm thì rõ ràng là mình lấy 1.000 nè Mình chia cho 10 10 là cái con số đầu tiên nè Thì nó sẽ ra 100 Tức là bây giờ nó đã chạy cái lần lặp đầu tiên rồi Rồi mình bấm continue tiếp nè Thì lúc này nó lại chạy cái lần lặp thứ hai Thì mình lấy 1.000 Mình chia cho 20 Thì nó sẽ ra giá trị là 50 nè Và nó append vào tiếp trong cái list result này Thì mình có hai giá trị Rồi tiếp tục ha mình bấm continue tiếp thì nó chạy cái lần lập tiếp theo lấy 1000 chia cho 40 là bằng 25 Ok Bấm continue tiếp Rồi thì lúc này nó đã phát sinh ra một cái lỗi Và lỗi này là division by zero Thì lúc này nó báo lỗi cho chúng ta khi mà chúng ta return về A chia cho B ấy. Thì lúc này chúng ta lấy 1.000 nè Chúng ta chia cho một cái số nào đó và chúng ta truyền vào rồi Thì nó báo lỗi này Thì rõ ràng là A và B của chúng ta trong cái tình huống này A là 1.000 nè Và B là không thì lúc này chúng ta đã xác định được cái lỗi này nằm ở đâu rồi ha. Thì do là một số không thể nào mà chia cho không được. Thì cái này các bạn là học tấu học đã biết rồi ha. Đây, khi mà mình lập qua từng phần tử á, để mình lấy một nguồn, mình chia cho cái phần tử đó. Thì khi mà tới phần tử không á, thì nó sẽ bị lỗi. Lúc này mình biết nó phát sinh lỗi ở đâu rồi thì mình sẽ phích lại ha. Thì ví dụ như mình có bàn bạc lại với tim thì nếu mà gặp số không như thế này, thì mình sẽ bỏ qua và mình sẽ không có tính toán và đẩy nó vào trong cái list mới nữa rồi thì mình sẽ kiểm tra ngay tại đây nếu number khác không thì mình mới thực hiện cái công việc này rồi thì mình sẽ sell lại hết rồi mình sẽ bấm vào cái nút freestyle nè cái biểu tượng quay lại màu xanh xanh ở trên cái phần điều khiển bị bất của mình hết hoặc là các bạn có thể bấm vào nút control Shift F5 rồi bấm vào thì lúc này nó sẽ chạy là chương trình và tiếp tục nó sẽ dừng ngay tại cái vòng lặp này rồi mình cứ bấm vào nút continue thôi để nó chạy tiếp nữa rồi tiếp tục continue để nó chạy lần lặp thứ hai tiếp tục lần lặp thứ ba là số 40 đúng không rồi lần lặp thứ tư đó là số 0 thì lúc này nó sẽ không có phát sinh ra một con số nào nữa tại vì nó gặp number bằng không này thì nó không chạy vào đây rồi mình sẽ đi đến lần lặp kế tiếp thì lúc này number của mình là 60 thì rõ ràng là một nguồn có thể chia được cho 60 thì nó sẽ có được cái kết quả như thế này và cuối cùng mình bấm continue tiếp thì lúc này các bạn thấy phần debug của mình nó tắt đi hoàn toàn ha và phần terminal của mình đó, thì nó đã hiển thị ra một cái kết quả đó là result bằng cái clip này thì rõ ràng là gì trong đây chỉ còn có bốn phần tử thôi tại vì nó chạy tới số 0 thì nó không có chia hết nó bỏ qua luôn Tại lúc này cái resource của mình chỉ có bốn phần tử thôi Rồi thì mình vừa demo qua cái cách mà chúng ta có thể sử dụng debug Ngoài ra thì chúng ta còn có một số cái nút khác nữa ha Đây, mình ví dụ như mình có nút step over Thì mình có thể nhấn F10 để thực thi từng dòng lệnh một Nhưng mà không đi vào các hàm con Còn step into thì mình sẽ đi vào chi tiết bên trong các hàm con này còn step out thì mình sẽ chạy hết phần còn lại của hàm hiện tại và quay về hàm gọi nó rồi thì mình sẽ đi demo từ từ ha mình lại vào mã nguồn và mình vào lại phần Run and debug này rồi tiếp tục mình sẽ bấm chuột phải vào redboard để mình remove redboard rồi các bạn thấy ha rõ ràng là cái chấm màu đỏ đã bị biến mất và bây giờ mình không muốn đặt redboard ở đó nữa mà mình đặt redboard ở đây đó là ngay tại biến resource và có cái hàm rồi set list này của mình nè rồi bây giờ mình sẽ bấm run and debug rồi lúc này thì trong local của mình sẽ có special function variable Thì đây là những cái function có trong file test py này của mình ha Rồi có biến number nữa nè Thì cái biến number này của mình là cái list ban đầu mà mình đã tạo ra ha Thì nó chỉ mới chạy tới việc khởi tạo biến number Chứ nó chưa chạy đến cái phần resolve vào process list này Thì bây giờ mình sẽ bấm vào step over Thì rõ ràng là gì các bạn thấy nó chạy xuống cái phần ring reso luôn là mình in ra thông báo rõ ràng là khi mà mình nhấn vào step over này thì nó không có chạy vào cái chi tiết của cái hàm rồi set list này ha nó chạy xuống rinh luôn và mình bấm tiếp step over thì lúc này rõ ràng là nó thoát cái phần debug ra và chương trình của mình đã được chạy xong rồi in ra thông báo như thế này rồi tiếp tục mình lại run and debug tiếp này rồi lúc này thì mình sẽ thử cho cái nút gì đó là nút step into thì các bạn xem ha lúc này mình mới có Number là một cái danh sách ban đầu của mình Mình bấm vào Step Into Thì rõ kè khi mà bấm vào Step Into Nó sẽ chạy vào cái chi tiết của cái hàm này luôn Trong cái chương trình của chúng ta Khi mà chúng ta có cái phần gọi hàm á, Thì nếu mà Step Over Thì nó không chạy vào chi tiết trong cái hàm Mà nó sẽ chạy luôn cái hàm đó xong Nó chạy xuống dầu tiếp theo luôn Thì đó là cái ý nghĩa của Step Into và Over thôi. Rồi mình bấm tiếp Into rồi Đó nó chạy vào chi tiết luôn rồi rồi các bạn thấy ha, mình đã bấm tiếp thì nó chạy vào cái hàm chia cho một số luôn là nó chạy vào chi tiết như vậy ha. Còn continue thì nó lại không có chạy chi tiết bằng cái nút step into luôn. Rồi mình tiếp tục bấm rồi, thì nó lại quay về bộ lọc for thứ hai. Đó, nó đang for lần thứ hai nè. Nó chạy từng dòng cho mình luôn. Rồi lúc này nó đang đứng ở resource append và khi mà thực hiện xong cái hàm này thì mới append vào resource đúng không? Thì mình bấm tiếp nè. Đó các bạn thấy nó chạy vào chi tiết của từng hàm mà mình gọi ra luôn Kể cả cái lần mà mình gọi một cái hàm khác Ở bên trong một cái hàm mà mình đã đi vào Thì nó cũng đi vào chi tiết từng hàm cho mình luôn Thì đó là cái công dụng của nút Step Into ha Đó các bạn thấy nè Nó chạy từ từ nè Còn khi mà mình bấm vào nút Continue thì sao Thì lúc này nó xuất ra kết quả Và nó dừng cái chương trình lại luôn Là vì mình đặt cái Red ở đây nè Cho nên khi mà mình bấm vào nút Continue nó chạy luôn cái phần này và tiếp tục nó in ra kết quả luôn. Rồi cuối cùng là cái nút step out thì sao? Thì mình sẽ run and debug tiếp nè rồi. rồi lúc này thì mình bấm vào nút step into ha để nó vào trong cái hàm này. Rồi mình bấm tiếp step into nè. Thì rõ ràng nó đang chạy từ từ đúng không? Rồi bây giờ thì nó quay lại vòng lập for thì mình bấm luôn cái nút step out này. Thì rõ ràng là nó chạy hết cái hàm này cho mình luôn chứ nó không có chạy từ từ như step into nữa. Thì cái nút step out này mình dùng trong cái trường hợp là khi mình đang chạy một cái hàm được gọi ngay tại bên ngoài nè, thì mình đang chạy chi tiết ở trong nó, thì mình muốn chạy lẹ luôn á, mình muốn nó chạy hết cái hàm này luôn thì mình sẽ bấm vào nút step out ha. Còn step into là khi mà mình đang đứng ngoài cái dòng mà gọi hàm nè, thì mình muốn chạy chi tiết vào trong cái hàm này thì mình bấm vào nút step into. Còn không muốn chạy chi tiết thì mình bấm vào step over hoặc là mình bấm vào continue để nó chạy tiếp những cái dòng tiếp theo luôn rồi thì đó là mình đi chi tiết về công dụng của từng nút ha còn nút start và nút stop thì các bạn cũng biết rồi stop là mình sẽ dừng lại cái phần debug của mình rồi bây giờ thì mình sẽ đi đến những cái phần tiếp theo ha đó là sử dụng quát và debug console thì cái Task quát sẽ cho phép thêm các biểu thức để theo dõi giá trị của chúng khi chương trình chạy còn phần debug console thì có thể nhập các lệnh Python trực tiếp vào debug console để kiểm tra giá trị của các biến hoặc là gọi hàm và thực thi các lệnh tùy chỉnh rồi mình chạy lại cái phần debug ha rồi bấm vào đây thì mình sẽ có cái phần là watch rồi thì mình sẽ chạy tiếp đi rồi thì mình sẽ chạy vào trong reset list luôn ha step into rồi và tiếp tục step into rồi chưa có gì cả mình bấm tiếp ha rồi giả sử như lúc này mình có quá nhiều biến trong chương trình mình không có theo dõi được ví dụ như mình muốn theo dõi cái biến number đi thì mình gõ vào đây đó thì hiện tại number bằng 10 nè nó phụ in ngay cho mình ví dụ như trong cái chương trình đó nó có quá nhiều biến đi ha thì mình muốn theo dõi một số biến nhất định thôi thì mình gõ vào trong cái tab quát này ngoài ra thì mình còn có cái phần đi bất thành son ví dụ như mình sẽ gõ vào đây là number thì mình cũng có number bằng 10 nè và bây giờ number đang bằng 10 đúng không thì mình có thể thực hiện cái phép tính ví dụ như là mình lấy number mình cộng cho 20 thì lúc này nó sẽ ga 30 thì mình có thể thực hiện cái phép tính ngay tại cái kết quả hiện tại của chương trình luôn. Rồi mình bấm tiếp ha, step into it. rồi lại tiếp tục step into. It. Thì lúc này các bạn nhìn bên cái tách watch ha, thì nó báo là number name error. Thì lúc này cái biến này không còn tồn tại nữa, tại vì nó đã vào cái hàm chia cho một số rồi thì lúc này nó chỉ còn hai biến tại local là a và b nè. A là 1000 và b là 10 thì lúc này mình có thể thực hiện phép tính ngay tại đây nè mình lấy a mình cộng cho 999 chẳng hạn đó thì lúc này a sẽ bằng 1999 tiếp tục ha mình bấm step into tiếp nè rồi nhớ tiếp lúc này mình đã có một phần tử trong biến riso rồi đúng không thì mình có thể lấy reso và phần tử thứ nhất là mình gõ vào số 0 enter một cái thì nó in ra cho mình reso phần tử thứ nhất bằng 100 nè rồi thì mình có thể thực hiện phép tính cho phần tử thứ nhất của biến resolve ví dụ như mình chia cho 99 chẳng hạn đó thì có nghĩa rằng là mình có thể thực hiện cái biểu thức ngay tại cái kết quả hiện tại của chương trình đang dừng luôn thì chương trình mình đang dừng ngay tại đây thì cái resolve thứ nhất của mình đó, nó đang là 100 đúng không thì mình có thể lấy cái kết quả hiện tại đang dừng lại này mình thực hiện một cái phép tính nào đó luôn rồi thì đó là cái phần sơ lược về Watt và Debug Console Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số cái tùy chọn là Red Bull và các cấu hình nâng cao. Thì cái này mình sẽ nói cho các bạn nắm hết. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có cái phần đó là các tùy chọn Red Bull nè. Nó nằm ở dưới góc trái của trình soạn thảo nè. Thì ở đây chúng ta sẽ có tùy chọn đầu tiên là nó sẽ dừng cái chương trình khi bất kỳ ngoại lệ nào được đếm ra. Còn cái tùy chọn thứ hai thì nó sẽ dừng chương trình khi có ngoại lệ không được bắt ha. Cái đầu tiên là dừng khi có ngoại lệ được ném ra có nghĩa rằng dù cho cái ngoại lệ đó mình đã bắt trong chương trình rồi thì nó vẫn dừng thế còn cái tỷ chỗ thứ hai nếu mà mình đã bắt cái ngoại lệ đó rồi thì nó sẽ không có dừng nó chỉ dừng khi nào mà có ngoại lệ mà mình không có bắt thôi là những cái ngoại lệ mà mình không có biết trước được mình không có bắt thì nó mới dừng còn cái ở trên thì cả ngoại lệ được bắt rồi và không được bắt thì chỉ cần có ngoại lệ là những cái lỗi thì nó sẽ dừng chương trình luôn rồi cái thứ ba đó là dừng chương trình khi có ngoại lệ không được bắt trong mã do người dùng viết. Có nghĩa rằng trường hợp này mà các bạn dùng một cái thư viện bên ngoài nào đó mà nó có lỗi xảy ra thì khi mà các bạn chọn vào cái tùy chọn này nếu mà cái thư viện bên ngoài đó sinh ra lỗi đó, thì nó sẽ không có dừng lại. Nó chỉ dừng khi nào mà có lỗi do mã của chính các bạn viết thôi. Còn những cái thư viện bên ngoài mà các bạn sử dụng vào trong mã của mình nếu mà nó có lỗi thì nó sẽ không có dừng lại thì cái này là tùy theo nhu cầu của mình ha mình biết thư viện nó có lỗi nhưng mà khi mà mình bị bất á thì mình sẽ kể cái lỗi của nó mình chỉ muốn dừng lại ngay tại những cái phần mã do chính mình viết coi thì mình chọn vào tùy chọn này còn cái tùy chọn cuối cùng đơn giản là gì là mình sẽ bắt nó dừng cái chương trình ngay tại cái dòng mà mình đã chọn ở đây nè thì cái này mặc định là nó đã chết vào cho mình rồi ha tại mình đặt red boy vào đây thì nó sẽ luôn luôn dừng ngay tại cái phần mà mình đặt red boy nè còn mình tắt đi thì nó sẽ không dừng lại ngay tại phần mình đặt redboard Thì nó hiển thị cái chấm màu đỏ thành chấm màu xám nè Rồi như vậy ha, mình chết lại nè Rồi mình sẽ tắt phần debug đi Rồi mình đi đến phần tiếp theo đó là phần cấu hình nâng cao ha Thì lúc này chúng ta có thể bấm run and debug để chúng ta tìm lỗi cho chương trình của chúng ta cũng được Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể cấu hình nâng cao hơn Ví dụ như mình sẽ bấm vào đây để re một cái file thiết lập nè. Rồi mình chọn vào Python Debugger và mình chọn vào Python file thì lúc này nó sẽ có một số tham số để chúng ta có thể thiết lập cho phần debug của mình ví dụ như về version là cái phiên bản debug này rồi về phần config thì chúng ta có name là cái tên hiển thị của cấu hình gỡ lỗi này thì những cái ý nghĩa của những cái tùy chọn thiết lập này thì mình cũng có để ở đây hết ở cái thai thì nó sẽ là loại gỡ lỗi thì đối với Python thì mặc định sẽ là Python nè còn request sẽ là loại yêu cầu gỡ lỗi thì giá trị có thể là lâu là khi khởi chạy chương trình hoặc là attach khi mà chúng ta đính kèm vào một tiến trình đang chạy chúng ta có tùy chỗ program là đường dẫn đến chương trình Python mà bạn muốn gỡ lỗi thì gõ gàng ở đây nó để sẵn cho chúng ta là đô la và đóng mở hoặc nhỏ file thì lúc này đại diện cho cái tẹp hiện tại đang mở trong Visual Code rồi đây ha nó để mặc định là như thế này thì gõ gàng là khi mà chúng ta đang mở cái tẹp này thì chúng ta muốn gỡ lỗi tẹp này thì nó để mặc định như thế là cũng ok rồi còn ngoài ra các bạn muốn gỡ lỗi tập khác thì các bạn sẽ bắt cái phần đường dẫn vào thì cái này hiếm khi mà chúng ta sử dụng lắm rồi và về phần cần son thì nó sẽ xác định cái cần son được sử dụng để chạy chương trình thì ở đây là Interactive Terminal thì nó sẽ sử dụng cái terminal tích hợp sẵn của Visual Code ngoài ra thì các bạn muốn sử dụng cái terminal bên ngoài thì các bạn đổi thành External Terminal nè để sử dụng cái terminal bên ngoài thì đây là một số cái phần mà mình nêu cái ý nghĩa để các bạn có thể thiết lập lại ha. Và thường là chúng ta chỉ sử dụng cái mặc định có sẵn ở trên Visual Studio Code thôi. Đây ha, các bạn thấy ở phần debug của mình thì cái tên của debug này, Python Debugger Student File. Thì rõ ràng là trong cái tẹp này của mình, name sẽ là Python Debugger Student File nè. Đó chính là cái tên tẹp cấu hình cho phần debug này. Thì nó sẽ sử dụng cái cấu hình này luôn nè. Mình đang debug trên cái cấu hình này ha rồi mình ra ngoài nè thì mình thấy nó tạo cho mình một cái folder visual code và có tẹp là lau dây xanh nè để mình cấu hình cho phần địa bất của mình rồi và những phần địa bất nãy giờ mình giới thiệu thì các bạn có thể dùng trong những ngôn ngữ khác nữa ha nếu mà các bạn code trên visual code thì cái phần địa bất nó cũng giống tương tự như vậy đối với những ngôn ngữ khác mà các bạn có ở trên đây ngoài ra thì những cái trình soạn thảo khác thì nó cũng sẽ có những cái tính năng tương tự thôi nó chỉ khác một xíu thôi. Còn cái tính năng nền tảng thì nó tương tự như vậy ha. Rồi OK, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về gỡ lỗi bài thân trên Visual Studio Code. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau ha.